nhiên lại đói thế nhở? Thèm cơm cháy. Hết tiền rồi mà cuối tháng còn chưa có lương. Vườn không nhà trống, an toàn. Cơm cháy trà bông ông Thọ. Ta mong chờ giây phút này lâu lắm rồi. Wow. Cơm cháy gì đâu, vừa giòn, vừa nhiều ruốc, vừa thơm, vừa ngon. Chị ơi, chị làm công ty này đúng không ạ? Chị chỉ giúp em đồ này cho anh Hoàng, và em phải đi gấp. Em cảm ơn chị. Này, anh gì ơi! Công ty này làm gì có ai tên là Hoàng nhỉ? Thế nhưng mà bây giờ cũng không có số liên lạc để gọi cho shipper. Chắc là chuyển nhầm rồi. Không sao, tự dưng mình lại có lộc. Đến giờ hành nghề của mình rồi. Wow, ngon như thế này không thể nào thiếu nước chấm được. Tuyệt vời. Em chào sếp ạ. Thôi chết rồi, sếp của mình tên là Hoàng mà. Đói thế không biết. Có mì cứu đói mịn rồi. Ngon quá không ạ? Trang, em ăn cái gì thế hả? Em ăn một cái gì thế hả? Đâu, em có làm gì đâu.